Rồi, xin chào toàn thể các anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay em lại hướng dẫn cho các bác một cách độ loa nhé. Vì bây giờ mùa chim sẻ 2022 chúng ta đến rất chi là gần rồi. Bây giờ các bác đón lắm thấy mùa bẫy chim sẻ mình đánh lớp đầu rất chi là hiệu quả và kinh tế cao các bác nhé. Đấy, thì để chuẩn bị cái đồ nghề săn bẫy, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về một cái mẫu loa 898 và hướng dẫn cho các bác chi tiết cách độ độ loa bẫy chim sẻ các bác nhé. Đấy, cái này thì các bác độ loa vào thì đánh chim sẻ nó sẽ hiệu quả cao các bác nhé. Đấy, mình không độ thì nó cũng đánh được chim nhưng mà hiệu quả nó không cao. Các bác muốn đánh được nhiều chim thì các bác nhớ tham khảo qua cái mẫu loa chép độ các bác nhé. Đấy, đây bây giờ đầu tiên giới thiệu cho anh em về cái dòng loa 898 huyền thoại nhé. Thì một số anh em là cũng có rồi thì các bác cũng biết được cái loa này dùng khá là ổn định, chất lượng âm thanh ok, loa trong tầm giá. Tiền thì nó không nhiều nhé, nó chỉ vài trăm thôi. Con này là WS898 nhé, đời 2022, có Bluetooth xịn sò hàng loại một chuẩn chỉ cho anh em nhé. Cái hàng loại một chuẩn chỉ thì các bác lưu ý là các bác cắm cái gì nhỉ? Cái sạc dự phòng ở đây nó sẽ nhận loa các bác nhé. Còn những cái hàng loại 2, loại 3 các bác cắm sạc vào đây nó không nhận loa. Đấy, bên em chỉ bán hàng loại 1, không có hàng loại 2 nhé. Đấy, hôm nay có một bác khách mua cái loa này là mua theo một cái chép độ mắt trâu này thì bác đấy có phải em độ luôn cho bác đấy, thì tiện thể em sẽ làm video cho bác luôn. Đây, đây là một cái chép mắt trâu 6 múi các bác nhé. Đấy, một chép mắt trâu 6 múi và một cái thạch anh. Đấy, cái này thì hiện tại là em bán giá công khai cho bác quả chép độ này 150.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, còn các bác nào muốn lấy cái chép đôi thì cũng có, đây chép đôi đây các bác. Chép đôi thì nó bao gồm một thạch anh các bác nhé và hai cái chép 6 múi nhé. Cái này thì bên em bán giá 230 ship đến tận nhà cho anh em. Còn giá loa này, cái loa này chưa bao gồm chép nhé, bao độc loa và túi loa sạc điều khiển mic túi đi loa nhé, thì là hiện tại đang được bên em bán với giá trên dưới 400 một chút nhé. Đấy, đây em sẽ test thử cho các anh em nghe nghe thử cái tiếng chim sẻ cái lúc em chưa độ và lúc độ rồi sau độ nhé, nó khác nhau như thế nào. Các bác cố gắng xem hết video nhé. Đấy, đây là tiếng chim sẻ các bác nhé. Đây là lúc em chưa độ các bác nhé. Đấy, các bác cố gắng. Đấy, đây là em chưa độ. Đây, em tắt đi để em độ cho các bác luôn. Đây, các bác cần chuẩn bị một cái tô vít bốn cạnh như này nhé. Các bác xoáy bốn cái cạnh này ra cho em. Thao tác thì cũng cực kỳ là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Các bác chỉ cần nhìn qua cái là các bác biết luôn. Dễ như ăn cơm các bác. Đấy, ăn cơm dễ như nào thì làm cái này cũng dễ như thế. Nhiều bác em thấy nhiều bác không cần xem về các bác cũng tự làm được. Những bác đấy là chỉ số IQ rất chi là cao và các bác có năng khiếu. Đấy, đây là cái nhất. Cái thứ hai thì là cái mùa bẫy chim sẻ thì là cũng đang đến rồi, các bác nhớ đón lắm đánh cái chim sẻ đầu mùa, đánh nó không bị loãng tiếng, đánh nó rất chi là dễ, hiệu quả nó cực kỳ là cao các bác. Đấy, đây khi các bác tháo ra các bác quan sát kỹ nhé. Nó có hai cái dây điện, một cái dây điện đấu ở đây là cho pin, một cái đây là cho âm thanh các bác nhé. Đấy, đây các bác chỉ cần rút cái dây này ra là các bác đấu được. Đấy, rút ra làm đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Đây các bác đợi em một chút để em lấy một cái, em cậy cái nắp kia ra xong em cho cái này đấu cái này vào cho các bác xem luôn, tai nghe mắt thấy đúng không, cho các bác xem luôn xong các bác về làm nó dễ. Đấy, các bác chỉ cần cậy cái nắp này ra cái là mình có thể cho lấy cái bát loa này ra. Đây, cái này các bác bỏ cái này ra nhé. Đây, đây là một quả chép, đây chép đơn đây các bác nhé. Đấy, đây có sẵn rác đây, các bác chỉ cần cắm khớp vào cái rác này là xong thôi. Ok con dây nhé. Đấy, các bác thì chuẩn bị đồ này để đi chinh chiến mùa 2022, nó đến gần rồi. Mình phải chuẩn bị dần đi, không đến lúc các bác chim nó về rồi các bác mới chuẩn bị đồ, chuẩn bị xong thì ông khác ông đơm nó hết rồi các bác. Đấy, những cái gì mình chuẩn bị trước rồi nó cũng hay hơn. Đấy, đây em mở thử cho các bác nghe luôn nhé. Đây cái loa cũ em tháo ra, đây loa chép em đã để ở trong. Đấy, các bác thấy nghe chất lượng âm thanh hay không, quá hay đúng không, quá hay cho một cục tình các bác nhé. Đấy, cái này kêu chuẩn chỉ cho các bác luôn. Cái này các bác
bác độ cái chét này vào thì là các bác đi đánh chim sẻ nghe nó sẽ không có cái độ sôi nữa nhé. Đấy thì đánh hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn là cái nhất. Cái thứ hai là đánh nó cũng rất chi là nhạy các bác. Đấy đấy là các bác bỏ ra tiền mình độ thì hiệu quả kinh tế nó sẽ cao là cái chỗ đấy. Các bác đợi em chút để em lắp cái này cho nó khớp. Đấy nó vào khớp cái in thít như thịt nấu đông luôn rồi ạ. Đấy đây, thế là các bác bắt bốn con ốc vào là ok con dê mình đi chinh chiến hết mùa này sang mùa khác các bác nhé, từ năm này sang năm khác. Đấy, cũng rất chi là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả các bác. Các anh em đam mê thì thôi, mỗi người đam mê một thứ nhỉ, đúng không? Các bác thì mình đam mê săn bẫy thì mình đi săn bẫy vui chơi giải trí, thứ nhất là vừa có mồi nhậu, thứ hai các bác nào đánh nhiều thì mình lại có kinh tế. Đấy vui chơi lành mạnh bổ ích, cái này nó không ảnh hưởng gì cả các bạn. Đấy còn một số bác thì lại đam mê, ví dụ một số bác này đam mê bẫy chim, một số bác kia thì lại đam mê hái hoa bắt bướm nữa. Đấy mỗi người có một đam mê, bác thì đam mê cờ bạc, bác thì đam mê hút hít. Đấy em thì em đam mê bán cái hàng này, em cũng chỉ vì đam mê kiếm tiền nữa. Đấy em chỉ đam mê kiếm tiền thôi thì em mới làm cái nghề này em bán cho các bác. Đấy thực ra là ở quê em là có tiền là có tất cả, không có tiền là không có gì, đâm ra là em lúc nào chỉ đam mê kiếm tiền. Các bác đam mê bẫy chim thì em phục vụ các bác, các bác thích cái đồ chơi tổng hợp A B C B G cứ liên hệ em phục vụ cho các bác từ A đến Z nhé. Đấy thế là đã hoàn thành xong một cái loa bẫy chim sẻ các bác nhé. Đấy hoạt động rất chi là ok con dê. Đấy dừng luôn. Đấy thì các bác vừa theo dõi xong cái video nhé, bác nào mà chưa có loa hay thiếu cái phụ kiện gì thì các bác alo đến ba đầu số hai đầu số của shop nhé để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Đấy hàng thì suốt một thời gian dài vừa rồi lúc nào trong tình trạng cháy hàng các bác nhé. Đấy trong tình trạng là cháy hàng mới lại được một số lượng rất chi là ít, bác nào nhanh tay thì còn các bác nhé. Đấy một cái video rất chi là ngắn thôi em giới thiệu đến đây, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Các bác nào yêu quý thì hãy cho em một like, đăng ký kênh và ủng hộ, chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè đều biết nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.